chào các bạn đến với kênh MC Johnny M Vlog. Và luôn đồng hành cùng kênh MC Johnny M. Hiện tại, mình tròn 59 tuổi rồi, nhưng mình vẫn mong muốn mời mọi người tham gia cùng mình làm podcast. Nghĩa là mình mong muốn phỏng vấn một bạn nào đó, hay nói đúng hơn là một cuộc trò chuyện trên phương tiện podcast với những đề tài theo như kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống đời thực của mỗi vị khách được mời tham dự trên kênh MC Johnny M Podcast. Kênh MC Johnny M Vlog của mình đã được bật kiếm tiền từ YouTube. Trong tương lai, mình sẽ lộ diện vào những đoạn phim kế tiếp. Hẹn gặp lại và chào thân ái từ anh Thư.